Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Dẫu nhiều nơi mưa như chút, rồi gió dông, nhưng nhiều ngàn người Việt Nam, kể cả người già, trẻ con, thậm chí không ít bé sơ sinh vẫn lầm lũi đi tới vì chưa về đến nhà. Đợt di tản khỏi các đô thị, trung tâm công nghiệp đã kéo dài hơn một tuần, chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Đã có những người vĩnh viễn nằm lại dọc đường như mẹ con chị Hà Thị Vuông gốc Quảng Xương, Thanh Hóa, anh Giảng A Chìa gốc Phủ Yên, Sơn La, hoặc đói khát kiệt sức nên nửa đêm ngã xuống mương. May mắn có người phát giác đưa đi cấp cứu và đang nằm bệnh viện như Nguyễn Đức Mỹ, Nguyễn Đình Phương gốc ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Và còn rất nhiều những cảnh khổ tâm như vậy. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 8 tháng 10, một người đi từ quê về tránh dịch đã tử vong vì tai nạn giao thông ở Quảng Nam trước đó vào hôm 4 tháng 10. Hai mẹ con bà Hà Thị Vuông đi xe máy về quê tránh dịch đã tử vong vì tai nạn giao thông tại Quảng Nam. May mắn là bên cạnh những thông tin, hình ảnh đau lòng về thảm cảnh hồi hương đó, còn có những thông tin, hình ảnh khác, tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Tên nhạc phẩm mà Trầm Tử Thiêng viết vào hồi tháng 8 năm 1996, thời điểm người Việt Nam tha hương cùng nhau đóng góp xây dựng làng Việt Nam trên đất Philippines cho những đồng bào kém may mắn hơn, đã thoát khỏi Việt Nam đến Philippines nhưng không thể đi định cư tại quốc gia thứ ba. Đã có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, một vòng tay vừa mới mở ra cứu anh em trong những đời mặt vận. Đường mơ đi càng bước càng xa, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bao sinh linh nhận phép giải oan, siết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn trên người vẫn thương người. Đó là câu chuyện Thuận Kiều kể về những gì đã diễn ra ở chợ Cống Đôi, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng sau khi nạn nhân lũ lượt lên đường tìm về nhà. Vào 4 giờ sáng vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, được tin hàng ngàn người đang kẹt ở chốt đầu tỉnh Sóc Trăng, cả chợ xôn xao. Ai đó đã thốt lên, mua bánh mì cho họ. Toàn bộ bánh mì tại chợ Cống Đôi bị mua hết. Tất cả được mang về nhà ông Phó Sơn. Có bánh mì thì có thịt quay, có chả lụa, cả xóm nhà lồng, chợ góp của, góp sức, chưa đầy một tiếng, hơn ngàn ổ đánh nghỉ được phát cho bà con, nhưng vẫn còn nhiều người chưa có. Thế làm cuộc hội ý nhanh, cần nấu cơm tiếp tế cho họ như một cái máy đã được lập trình, mỗi người mỗi tay, nên chưa đầy một giờ đã có hơn 100 hộp cơm đến tay đồng bào về quê. Thông tin lan nhanh, cả chợ mới họp ngày đầu tiên sau chỉ thị 16, ai có gì cho nấy, hơn 30 con người lại tiếp tục. Lúc đầu ông Phó Sơn cho một bao gạo ST25, một bao tài nguyên, nhưng đến giờ đã có hơn 10 bao gạo. Đây là ảnh người dân miền Tây hỗ trợ xăng và nhu yếu phẩm cho bà con từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Gia đình anh Hiển cho 4 con heo 100kg làm sẵn. Một người chưa biết tên lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 10 đã gửi 20 con gà và cho 100 phần ăn. Sáng nay nhận thêm hơn 1.000 quả trứng gà vịt của anh Hai Tường và anh Công. Chia lửa với bà con chợ Cống Đôi, gia đình chị Hạt gần nhà thờ Nam Hải nhận nấu cơm. Đến 9 giờ sáng ngày 3 tháng 10 đã nấu hơn 100kg gạo do ông bà Uân giúp đỡ và chưa từ chối nấu tiếp. Cả xóm chợ, người lớn tuổi nhất là chị Loan 70 tuổi, vẫn có mặt trong suốt 30 tiếng qua, chưa một lời kêu gọi. Nhưng vẫn có hơn 10 triệu tiền mặt, gần 1 tấn gạo và hàng tấn thịt, rau, củ, trứng đã cho xóm chợ. Sáng nay cả ngàn người đổ về, mấy trăm phần cơm từ 3 nơi vẫn không đủ. Thế là toàn bộ các quán bún, cháo, hủ tiếu, bánh mì lại một lần nữa lên đường tiếp tế. Họ mang đi cho, không bán. Sáng hôm qua trời mưa, toàn bộ áo mưa ở chợ Cống Đôi đã được mang ra phát cho bà con. Chiều hôm qua tôi theo anh em mang cơm đến chốt phát mà bồi ngùi. Mấy trăm con người nhếch nhác, mệt mỏi, thấy cơm họ mừng, mà mình lại thấy rưng rưng. Đêm qua tôi chằn trọc khi thấy đoàn người vẫn ùn ùn về quê. Sáng nay khi qua xóm chợ, chợt thấy hàng quán đua nhau đi cứu trợ. Thay vì bán hàng ngàn ổ bánh mì, cả trăm phần hủ tiếu, bún, cơm cứ ào ào lên chốt. Tôi tự hỏi trong hàng ngàn con người đó có ai là thân nhân của họ hay không, mà tại sao họ có thể thức suốt đêm để phục vụ và vui vẻ như làm tiệc đãi bà con ở xa về. Tất cả đều đọc lại hai tiếng, đồng bào thật quý giá.
Đây là hình ảnh một điểm phát cơm thiện nguyện trên đỉnh đèo Hải Vân cho bà con di tản từ phía Nam về quê tránh dịch. Đó là rất nhiều video clip ghi lại nội dung na ná như video clip được giới thiệu trên trang Facebook của Đức Nguyễn, làm người xem muốn ứa nước mắt, vừa muốn mỉm cười. Một người đàn ông lam lũ chạy một chiếc xe hai bánh gắn máy, ở phía sau kéo một cái thùng gỗ tự chế, đang giúp ba cha con anh Trần Văn Liêm đi bộ về Thốt Nốt, Cần Thơ leo vào bên trong để đưa họ đến Bến Lức, Long An, nơi nghe nói là sẽ có xe đưa họ đi tiếp. Sau chiếc thùng gỗ có dòng sơn quạch ngoạc, xe không đồng. Nghe người ghi video clip hỏi thăm mới biết chủ xe cũng không đồng nhưng muốn góp sức. Ông gốc ở Bình Phước đến Sài Gòn làm mướn rồi mắc kẹt chưa về quê vì có cái thùng gỗ có thể tiếp sức cho người thân cô thế cô, thiếu phương tiện đi thêm được cây số nào hay cây số đó. Đó là miền Nam, ở miền Trung, Nguyễn Nguyên đã mô tả quang cảnh Hải Vân Quan và tâm trạng khi mới chứng kiến cảnh tượng này. Một đoàn xe bán tải đợi sẵn ở Hải Vân Quan để đợi sẵn đoàn người thiên di từ Nam về Bắc, người lớn tuổi hay xe có trẻ em sẽ được ưu tiên chuyển cả người và xe qua đèo. Một chốt phát đồ ăn và xăng không đồng, đợi suốt ngày đêm ngay cửa ngõ Hải Lăng. Những ngày qua có tới 9 vạn người tháo chạy về quê hương từ vùng Tam Giác, Kim Cương, nhưng chẳng ai thấy có cấp lãnh đạo cúi đầu xuống để nhìn xem dân thấu khổ như thế nào. Nhà nước có đầy đủ phương tiện di tản, nhưng đâu có đoái hoài. Từng đoàn người đạp xe hàng ngàn cây số, từng đoàn người đi bộ hàng trăm cây số, cũng như một cơn gió lướt qua mắt các vị này. Đây là hình ảnh đoàn người di tản về quê trốn dịch, ngủ lăn lóc bên vệ đường quốc lộ 1 khi đêm xuống. Mà cũng đúng, nếu họ thật sự nghĩ tê dân, dù chỉ một lần thì đâu có những thảm cảnh này xảy ra, đâu có chuyện những cửa hàng không đồng mọc lên như thế. Không giúp, nhưng họ đang làm việc gì khi ăn thuế của dân? Thừa Thiên Huế lại dọa, ai về sẽ bị phạt tất tay. Còn trong Bình Định, mấy hôm nay họ bận xử lý ai lên mạng lập đoàn về quê. Từ bao giờ kêu gọi thành đoàn đi cùng nhau mà lại gán cho cái tội danh là đối tượng như vậy? Từ bao giờ đoàn người tha hương đã đến hồi hấp hối, muốn tìm sự sống bị gắn cho là hành vi kích động? Ai mới kích động đây? Ai đã làm cho gần 90.000 doanh nghiệp lặn không sủi tăm? Ai mới kích động làm cho các công ty FDI tháo chạy khỏi Việt Nam hàng loạt? Những người này ư, hay chính sách chống dịch cực đoan, thiếu trí tuệ nhưng thừa lưu manh của chính phủ? Những hình ảnh chân thật chỉ có dân giúp dân những ngày qua đẹp nhưng buồn, buồn tới đau lòng. Đẹp là vì không có mùi diễn xuất, không giơ tay quyết thắng, không ngôn ngữ truyền thông, không hô hào vĩ đại, không màu hồng quang vinh ngạo nghễ. Nó thật tới tận cùng của bản chất sự việc nên đã chạm đến trái tim của mỗi người Việt Nam. Buồn vì nó phản ánh không khác gì trần trụi hơn sự bất tài của một thể chế vô dụng, một hệ thống chính trị vô nhân, tham lam, tàn nhẫn với chính đồng bào của mình. Đây là hình ảnh chiếc xe máy chở 4 người chạy từ Đồng Nai về Nghệ An của anh A mà không có yên xe, phải thay bằng 3 chiếc gối. Nhưng anh A mà còn may mắn hơn chị Chẩu Thị Kính, dân tộc Mông, đang mang thai mà phải đi bộ về Hà Giang trên đôi chân sưng tấy, theo tờ báo Sinh đưa tin tường thuật. Quan chức cũng chẳng bao giờ cúi đầu nhìn đến người dân một lần để ra quyết sách nhân đạo. Chính phủ gì mà cứ mỗi nghị quyết ban ra hay thay đổi chính sách là một lần dân lại tháo chạy. Vậy là vì dân hay vì chính bản thân các vị quan chức đây? Dịch dã trên toàn thế giới suốt 2 năm nay, tất cả các dân tộc trên địa cầu đều phải gánh chịu. Nhưng chẳng biết có nơi đâu đau khổ hơn dân Việt Nam. Chẳng biết có nơi đâu dân lại lầm than đến như vậy. Hôm nay họ quyết ra đi, những giọt nước mắt và dư chấn suốt 4 tháng qua đủ để họ có động lực hồi hương. Trong tâm thế, đầu không ngoảnh lại. Lỗi này do ai kích động đây? Nhìn trên đèo Hải Vân Quan, mưa răng khắp lối, trắng xóa như một bức tranh đầy nét chấm phá, họa lên một thảm cảnh buồn vô tận, mà không gian và thời gian nó nói lên nỗi lòng của từng người đang đầy bão tố. Dân bế tắc hoang mang, đoạn đường dài thênh thang chỉ biết kêu trời, mà trời cũng chỉ biết khóc trên đỉnh đèo Hải Vân. Mưa răng kín, nhìn đoàn người thiên di lầm lũi lướt qua, nối từng đoàn rồng rắn nhưng mang lại hình hài của cả Việt Nam ra trước mắt. Người ta cứ chạy phía trước chẳng còn ai nhìn thấy tương lai,
những tấm bảng không đồng, nước không đồng, cơm không đồng, xăng không đồng đã được dựng lên trên nhiều nẻo đường khắp Việt Nam. Xuân Bình Nam Nguyên đã cảm thán như sau. Trong thảm họa nhân đạo, chính quyền không điều động nổi vài đoàn tàu hỏa, vài trăm quân xa giúp dân cùng cực vượt đường dài, băng qua nóng nóng, mưa bão để về quê. Trong hoạn nạn chỉ còn có dân tự chăm lo, đùm bọc lẫn nhau. Trên đất nước đã có hơn 70 năm lâm vào đại nạn, chỉ có những tấm biển không đồng là đáng giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 với bản tin Có tin vui giữa vờ tuyệt vọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.